Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị mình đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì trước tiên em Điền xin chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha, và thành công trong công việc của mình. Thì hiện tại em đang có mặt ở tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì bây giờ là em Điền quay chắc khoảng là gần 12 giờ anh chị. Mà gió thổi rất là mát luôn. Nay thì trời khí hậu cũng là không có nắng lắm, hơi dịu dịu. Thì hồi nãy em Điền có đi vào cái chỗ bất động sản này thì kiểu con đường nó như Đà Lạt vậy anh chị. Nó đồi núi anh chị. Uống éo đồi núi thì xung quanh đây thì có những cái nhà vườn. Trước khi em vào nhà vào lúc bất động sản này thì em đi qua những cái nhà vườn bên này nè. Bên này có một cái nhà vườn trên cây nè, làm một cái nhà giống như nhà sàn vậy đó, nhưng mà nằm trên cây anh chị. Bên kia cũng có nhà mái ngói anh chị. Nay thì em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một mảnh đất vườn anh chị ha. Và có cái hướng bất động sản mình có cái hướng là cái đầu thì kiểu là hướng về núi anh chị, hướng đất điền xuống, hướng này là hướng tây anh chị ha, hướng tây nè. Có hướng tây và cái bất động sản mình thì đây anh chị có là 20m mặt tiền đường ha. Mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6m, ô tô chạy thoải mái luôn. Ranh của mình thì đây 20m, sâu 50. Qua bên kia là 20m ha. Đất mình thì có cái thế là hơi triền xuống xíu, nhưng đặc biệt bất động sản mình là đằng sau có một cái con suối rất là đẹp. Nói chung là nước chảy quanh năm. Đất mình thì đã có mương nước hai bên rồi ha, bên này có mương nước rồi, bên này có mương nước rồi. Đi qua bên này thì là 20m, qua bên đây ranh bên này là 20m anh chị, sâu vô 50. Hiện tại đất mình thì đang trồng mít phun đất luôn. Đất mình là đất cây lâu năm thôi anh chị, chưa có thổ cư. Dân cư ở xung quanh đây thì là dân cư hiện hữu, khá là thưa thớt chứ không đông đâu. Nhưng mà giá bất động sản này thì tiền nào của đó thôi. Thì em Điền thấy giá ok, em mới từ Xuyên Mộc em chạy qua bên Châu Đức này, em quay cho cô chú chị mình xem đây. Thì em cũng báo trước luôn để anh chị khỏi mong chờ cái giá. Thì giá bất động sản này là 1.1 tỷ anh chị, chủ đưa ra sao thì em Điền đưa vậy. Nói chung là 1.1 tỷ mình có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. Vườn mít hết, bây giờ em Điền sẽ tiến vào bên trong đất mình. Thì để em qua bên này đi, qua bên này đi. Nếu mà tại vì cái bất động sản nó đang trồng mít, nếu mà cái bất động sản mình mà trống trống như bên này đi đó, thì anh chị có thể thấy này, nó triền xuống này, nó triền xuống, mình thấy những bên kia đó. Này thì cái lưng mình không tựa núi nhưng mà cái lưng mình giáp suối anh chị. Đất mình rất là vuông vức anh chị ạ. Giá 1.1 tỷ thì tương đối là rất được gọi là cũng là rẻ đó, chứ không phải là mắc đâu chị. Thì anh chị thấy nè, đất mình nè, sở dĩ cái tên xã Đá Bạc mình thì không phải là tự nhiên có tên xã Đá Bạc đâu. Ở khu vực này thì đá rất là nhiều nên là có tên là xã Đá Bạc. Này, anh chị có thể thấy đá nhiều lắm nhưng mà cây cối thì vẫn lên tươi tốt anh chị, không phải là đá nhiều là đất không tốt đâu. Sau lưng mình thì giáp cái suối nữa, suối đẹp luôn. Cái này về nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời rồi. Suối này hiện tại đất thì đất đang trồng mít thôi, do anh chị nào mà về mà làm nghỉ dưỡng thì do anh chị tự cải tạo lại, tự ấy lên là đẹp thôi. Hơi triền chút xíu ha. Chạy lên nè. Có 1.1 tỷ thôi anh chị.
chỗ này thì ra chỗ ủy ban xã Đá Bạc khoảng đâu đó là 3 cây, ra đó là chợ, trường học, rồi nằm đó là chị Hạnh. Và đi viên xin mình thì đó là khoảng 7 đến 8 cây số là tới huyện xin mặt mình. Chỗ này thì không có gần biển nữa chị, khách cách tương đối là xa, khoảng là 20 cây đó. Ở huyện Châu Đức mình thì có cái khu công nghiệp Châu Đức anh chị. Khu công nghiệp Châu Đức. Chỗ này đi từ vị trí bưng sản này mình ra cái chỗ đường Bình Ba Đá Bạc thì đi hướng này anh chị, đi cách khoảng đâu đó là 500 mét thôi. Hơn 500 mét đi đường vòng vòng. Đường này thì nói chung là thông thương hết anh chị ha, không có cục nha. Cái hướng lên đó, xung quanh đất mình thì dân cư đó có thì tất nhiên là phải có điện rồi chị, điện đài đầy đủ rồi, nước thì không thiếu. Từ Sài Gòn mà di chuyển về đây chắc khoảng là 2 tiếng đồng hồ thôi chị, đi cao tốc xuống. Còn mà xuống Xuyên Mộc thì phải mất 2 tiếng rưỡi. Ở dưới chỗ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình thì không thiếu gió là chị, gió vi vu luôn, rất là mát luôn. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em nha, em sẽ dẫn cô chú chị mình xem thực tế bất động sản này. Xin cảm ơn cô chú chị đã dành ít thời gian để xem video của em.